một thanh niên nghi sử dụng ma túy đã cướp một chiếc xe tải chở hàng rồi phóng nhanh trên quốc lộ 91 qua quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, gây tai nạn liên hoàn làm ít nhất một người chết, 6 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều nay. Nghi can được xác định là Tống Giang Hoàng Tuấn, 31 tuổi. Sau khi cướp xe tải chở hàng, Tuấn điều khiển quá tốc độ theo hướng từ quận Ô Môn về quận Thốt Nốt và tông tử vong một người đi đường. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo nhanh cho cơ quan chức năng địa phương. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân tổ chức rượt đuổi. Chiếc xe tải bị cướp liên tục chạy tốc độ cao, lấn hết làn đường, tông gãy nhiều cột điện, va vào các xe khác và chỉ dừng lại khi tông vào một xe tải. Tài xế bị dây bắt khi đang cố thủ trên xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.